Xin chào các bạn, lại là mình đây. Trong video hôm nay mình sẽ dẫn mọi người dự án Eros bán trên 50 triệu token STDL mọi người nhé. Dự án này mọi người 10.000 người may mắn mỗi người sẽ nhận được 5.000 token TDL giá trị tương đương gần 5 USDT. Để tham gia dự án Eros này thì mọi người sẽ vào link dưới phần mô tả cho mình sau hoàn thành các nhiệm vụ trên Telegram. Vào đây bấm start cho mình. Sau đó nhập mã captcha đây cho mình nhé. Ở đây nó số âm thì mọi người sẽ nhập bừa để cho nó ra số dương nhé. Ok. Ok, rồi, giao vào kênh Telegram Group nhiệm vụ đầu tiên. Bấm tham gia kênh này. Slow chat cho mình từ đây. Tiếp tục quay trở lại, giao vào kênh. À, bấm vào Summit Desktop. Sau đó nhập địa chỉ email của mọi người vào đây cho mình. Các bạn follow kênh Twitter cho mình. Bấm theo dõi, sau đó kéo xuống bài đăng, like, retweet bài đăng, đồng thời mọi người retweet vào kênh liên kết dưới này, sau đó quay trở lại Eros. Sau đó các bạn copy lại profiling kênh Twitter của người gửi vào đây cho mình. Tiếp theo các bạn đăng ký kênh YouTube vào đây cho nó. Nó bảo là mọi người đăng ký kênh YouTube này, like, share hai video, rồi mở kênh YouTube lên, bấm đăng ký kênh này, sau đó bấm phần video, mọi người sẽ chia sẻ cho mình hai video, thôi bỏ qua video đi, quay trở lại này, bấm vào avatar này, sau đó bấm vào sao chép, bấm avatar, sau đó bấm vào chữ sao chép kênh của bạn này, bấm vào sao chép này. Ở đây copy là profiling kênh Twitter, sau đấy gửi kênh YouTube của mọi người, sau đấy gửi vào đây cho mình. Rồi, tiếp theo giao vào kênh liên kết cho mình. Tìm đến bài đăng của dự án. Đây bài đăng này, bấm like, retweet lại kênh liên kết, đúng không? Retweet và comment nha mọi người nhé. Ở đây mọi người retweet và comment. Rồi bấm tweet lại, sau đây bấm vào sao chép link này. Để mọi người gửi vào Telegram. Ok, tiếp tục giao vào kênh channel dự án đã join, bấm Z. Rồi, ở đây mọi người copy địa chỉ ví mạng Polygon Matic ở trên ví Truth Wallet hoặc ví MetaMask nhé. Nếu các bạn dùng ví MetaMask thì mình sẽ để video hướng dẫn tích hợp mạng Polygon Matic ở dưới meta phần mô tả cho mọi người. Mỗi lần đăng nhập trên ví MetaMask ở trên điện thoại nó khá là chậm. Rồi vào đây sao chép địa chỉ ví cho mình. Sau đó các bạn quay trở lại, gửi địa chỉ ví vào đây. Ok, tiếp tục ra vào kênh group này. Đã rồi, bấm vào comlet. Và cuối cùng bấm buy lần cho số dư nhé. Dự án này mọi người, nếu như mọi người may mắn mọi người sẽ nhận được 5.000 token TDL mọi người nhé. Cảm ơn mọi người xem video, hẹn mọi người những video dẫn tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.